Hello, xin chào cả nhà mình nha. Tranh thủ lên livestream chia sẻ cho cô chú anh chị vấn đề nóng của các kênh YouTube. Hiện tại bây giờ thì bà Nguyễn Phương Hằng thì chưa có tin tức gì. Nhưng cô chú anh chị thì mình cũng mong rằng là 30 tháng 4 này hoặc là mùng 1 tháng 5 đó thì bà Nguyễn Phương Hằng sẽ được giảm án nha cô chú anh chị và sẽ được về. Vậy thì hôm nay có tin gì hả cô chú anh chị? Dạo một vòng trên các kênh YouTube thì hôm nay mình phát hiện được ra là anh Phiêu Đồng. Thì Phiêu Đồng thì nếu như những người nào sống ở hải ngoại và những người nào sống ở bên Canada thì đều biết anh Phiêu Đồng, đúng không? Anh Phiêu Đồng thì không thích, nói chung là anh không thích là cộng sản, nói thẳng một câu là như vậy. Và anh Phiêu Đồng có cái chuyện mà kiện cáo với là Vương Phạm, mà mình cứ hay nói giỡn rằng đó là anh em với là mình, đó là họ Phạm đấy. Vậy thì ở đây thì nhân đây thì mình cũng chia sẻ cho cô chú anh chị. Vương Phạm kiện anh Phiêu Đồng thì tới 2006, 2026 thì phiên đó là phiên tòa mới mới bắt đầu diễn ra nha cô chú chị. Đó có nghĩa rằng là tiếp tục tới tháng 1 của năm 2026 đó, có nghĩa là 2 năm nữa. Vậy thì ở đây thì tại sao mà Tôn Đức Phạm lại nói về vấn đề Phiêu Đồng với Vương Phạm? Vì ở đây hiện tại bây giờ cô chú chị thấy là vụ kiện cáo của là Minh Tú với là bà Hoa đổi này Nguyễn Ngọc Như Quỳnh kiện anh Dũng, nhưng hiện tại bây giờ thì anh Dũng cũng chưa nhận được cái đơn nào hết. Thì ở đây á, là sao cô chú anh chị thấy là kiện cáo dân sự về vấn đề dân sự đó để đòi bồi thường đó thì rất là lâu về dài và phải rất tốn rất là nhiều tiền như cô chú anh chị. Và anh Mai Vũng Tàu thì cũng kiện là anh Dũng, và anh Mai Vũng Tàu cũng chỉ bỏ ra có 20.000 đô nha cô chú anh chị, chỉ có 20.000 đô à, mà cho tới ngày hôm nay thì cũng chưa biết thắng thua, có nghĩa là 3 năm rồi. Còn vụ kiện của là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với Minh Tú thì con số nó đội lên tới gần cả 100.000 rồi mà sự việc nó cũng chưa tới đâu. Cô chú anh chị thấy kiện cáo bên Mỹ này để đòi bồi thường thì rất là khó. Vậy thì tại sao mà Tony Phạm lại để cái tiêu đề rằng là Phiêu Đồng vạch trần sự thật chia sẻ với chú Nguyễn Thanh Hồng? Vì thật sự những người nào từng sống ở bên Mỹ này thì cô chú anh chị cũng biết rồi. Có nghĩa là sao? Cái quyền riêng tư của người ta rất là quan trọng. Không có thể nào mà anh đi tới nhà người này, anh hăm dọa người này, hăm dọa người kia. Anh Nguyễn Thanh Hồng này cùng với Vân Nguyễn đó là hai người từng đi tới rất là nhiều người sống ở bên Mỹ này nha, để tới để coi như là khủng bố hoặc là coi như tới nhà ta, hăm dọa tới nhà người ta. Thứ nhất là tới nhà Khang Lê. Sau đó là tới nhà chị Hiền Phạm. Ha, rồi tới nhà ai nữa? Tới nhà anh Thủy Phan. Rồi sau đó là tới nhà ai nữa cô chú chị, là tới nhà là Tôn Đức Phạm đó, bây giờ thì còn hăm dọa là Tôn Đức Phạm cái này cái kia. Vậy thì ở đây thì mình cũng nói rất là nhiều rồi, có nghĩa là sao, nếu như anh Nguyễn Thanh Hồng mà có là giấy tờ và có hợp pháp đó thì chỉ cần là trưng ra là đủ rồi. Nhưng ở đây cô chú chị thấy là tại sao mà anh Nguyễn Thanh Hồng cứ lúc nào cũng nói rằng là có giấy tờ, nhưng thực chất ra giấy tờ như thế nào hả cô chú chị, mình không thấy. Và đây á, Tôn Phạm muốn nói nữa rằng ở đây đó cô chú chị thấy là những người chịu ơn anh Thủy nha, anh Thủy Phan đó rất là nhiều, nhưng mà tại sao lại quay qua để là chửi rủa rồi đi bem ánh hả cô chú chị, cũng chỉ vì là miếng ăn, cũng chỉ vì sân si ghen tị đó nên mới xảy ra câu chuyện ngày hôm nay. Nguyễn Thanh Hồng cùng với là chia sẻ với chú đó cùng với Lạc Phong nó thù thù nói chung là ân oán cả 3 4 năm nay rồi, nhưng mà cứ gì cũng đều lôi anh Thủy ra. Mà trong khi đó đó, ông Nguyễn Thanh Hồng này là từng làm cho anh Thủy Phan 3 tuần, anh trả cho nhiêu? 3.000 đô, cộng thêm cho 2.000 đô nữa là tổng cộng là 5.000 đô. Rồi không biết là sao, vì thằng Lạc Phong là đệ tử của là ông chia sẻ với chú. Rồi sau đó ông bị mất kênh cái nút bạc, thế là ông ta cứ là đè anh Thủy ra, cứ nói rằng anh Thủy là chơi với người này, chơi với người kia. Đó, nên là sao? Nên mới xảy ra vấn đề như ngày hôm nay. Một người coi như là Mạnh Thường Quân, giống như là anh Thủy, từng giúp đỡ cho chính phủ Việt Nam, từng coi như là cho rất là nhiều các kênh YouTube, những người là chính nghĩa cũng như là nói chung là hai bên. Cứ thấy ai là anh cho. Đó, không có phải là phe phái hội nhóm gì trên, anh thương là anh cho. Đó, cái sự may mắn của người ta. Và đây á, thì tôi cũng phải chia sẻ như thế này này, có rất là nhiều người lợi dụng vào lòng tốt của anh Thủy Phan. Rồi là thả thính ha cho đã, xong đầu vòi tiền xin tiền cho đã, sau bây giờ thì sao, quay qua bắt đầu là bem ánh nha cô chú chị. Theo đó người ta thương,
người ta thương là người ta cho và người ta hòa đồng. Nhưng mà cô chú anh chị thấy sao? À, nhận tiền xong rồi bắt đầu là quay qua sao giờ bung những cái chuyện mà giỡn đùa lên để mà hạ nhục người ta. Cô chú anh chị thấy là cái khốn nạn nhất của là những người mà nhận ơn của người ta rồi nhưng mà bây giờ quay qua. Chính ông là Nguyễn Thanh Hồng này cũng chịu ơn của là anh Thủy Phan, nhưng á không hiểu vì lý do gì ghét Lạc Phong rồi bây giờ quay qua rồi là lên một cái tiêu đề rằng là Thủy Phan là thằng mặt lờ nào. Cô chú anh chị thấy là ăn nói mất dạy không? Lấy một cái tiêu đề là Thủy Phan là thằng mặt lờ nào, trong khi đó đó nhận ơn của người ta. Sau đó là sao bây giờ là chơi qua là chửi người ta như vậy đó. Cô chú anh chị thấy một con người như vậy như thế nào? Và bây giờ thì để cho cô chú anh chị biết được như thế nào, phiêu đồng là thế nào? À, phiêu đồng đây cô chú anh chị coi. Phiêu đồng. Ô, xin lỗi cô chú anh chị. Phiêu đồng có đăng lên một cái tháp cộng đồng như thế này. Ở Mỹ. Đó, đây là giọng của phiêu đồng. Và phiêu đồng đó thật sự đó là cái chuyện anh ta chia sẻ về chống cộng hoặc gì đó, đó là quyền của người ta. Hiện tại bây giờ phiêu đồng đang ở Canada. Và phiêu đồng có chống cộng hoặc là quen biết ai, đó là quyền của người ta nha. Tôi là cũng là người nước ngoài, tôi tự do ngôn luận. Và trên tháp của là anh phiêu đồng có ghi như thế này và anh là nhờ mọi người chia sẻ và tìm thông tin của một người đây, đây là Nguyễn Thanh Hồng. Nha cô chú chị. Đây. Đây là đây trên tháp cộng đồng của phiêu đồng viết như thế này. Như thế nào thì tôi cũng chia sẻ y chang như vậy nha cô chú chị. Rồi. Phần 1, ai biết thêm thông tin tên cộng sản ở cái này tôi tại vì tôi là người nước ngoài, tôi có thể là viết nói thỏa một cách coi như là không công khai, không phải giống như các bạn ở Việt Nam. Nhưng cô chú chị mình nghe nói cái này là sao? Mình sống ở nước ngoài tự do ngôn luận. Ai biết thêm thông tin tên cộng sản Nguyễn Thanh Hồng đang lẩn trốn ở Mỹ thì cho phiêu đồng biết tên này đi sang Mỹ theo visa 01. Hồi bữa tới giờ đó thì mình cứ tưởng là anh Hồng này đi diện là EB5 và hàng năm là phải review. Nhưng á bây giờ lại lòi ra một cái là anh này đi sang Mỹ theo visa 01, 01 hay Q1, 01. 01 là một cái visa rất là quan trọng nha cô chú anh chị. Vậy visa 01 là cái gì? Đang một mình tại Florida gần 13 năm nay, có nghĩa là Nguyễn Thanh Hồng sống ở bên Mỹ là 13 năm nay. Visa 01 này áp dụng cho những người có khả năng phi thường trong các lĩnh vực như là nghệ thuật, khoa học, thể thao, kinh doanh, điện ảnh, truyền hình hay giáo dục. Nói chung, xin visa dạng 01 này không phải dễ. Và cô chú anh chị để ý coi, thật sự ông Nguyễn Thanh Hồng này chia sẻ với chú nói chuyện rất là hay. Tôi phục cái cách là ông ta biết rất là nhiều lý luận. Nhà cô chú anh chị biết rất là nhiều về chính trị, nói rất là hay và nhớ rất là nhiều những chi tiết khi mà nói về các tướng tá, những cái vấn đề chính trị đó. Nhà cô chú anh chị thì ông phải nhớ rất là hay. Tại vì sao người ta có học phải công nhận là ông này như vậy. Vậy thì xin visa này 01 nó không có dễ và tại sao ông này được? À, cô chú anh chị, tên Nguyễn Thanh Hồng là một tay cộng sản giả điên, điên điên khùng khùng, tự xưng là nhà tiên tri vũ trụ. Chính quyền Cộng sản Việt Nam làm giả giấy tờ cho hắn xin visa 01 sang Hoa Kỳ để hoạt động gián điệp. Vợ con hắn vẫn đang ở Đà Nẵng, chỉ một mình hắn sang Hoa Kỳ. Hắn phạm tội dê con nít 11 tuổi. Ở chỗ đấy nha, đây là cái tội nè, đúng không? Tôi đâu có nói đâu ông Hồng. Chút xíu tôi gọi ông trả lời nha. Đây là tôi để cho chút xíu tôi gọi điện để chất vấn ông này thử coi sao. Hắn phạm tội dê con nít 11 tuổi của gia đình bạn của hắn. Hắn show hàng cho con nít xem và bị cô giáo gọi cảnh sát. Gia đình bé trai, đúng là bé gái chứ không phải bé trai. Đi kiện, hắn đã bỏ trốn không ra tòa. Sau đó gia đình bãi nại vì bị hắn ra và công an bên Việt Nam hăm dọa. À, ghê không? Visa 01 của hắn không được gia hạn nhưng hắn không chịu ra khỏi nước Mỹ và lẩn trốn tại Florida. Vừa rồi hắn còn bạo gan đi sang Bosa để livestream tại studio của phố Bosa TV. Hắn là tên cộng sản chạy chay nhưng đi đâu cũng nổ có quốc tịch Mỹ. Khán giả nào biết thêm thông tin tên này thì viết comment bên dưới cho nhiều người biết. Phiêu đồng sẽ tập hợp lại để chúng ta cùng report cho USCIS đưa nó vào tù trước khi trả về xứ Đông Lào. À, đây là cô chú chị thì ở dưới bài viết này có tới là 1.300 cái like. Nhờ cô chú ý 1.300 cái này. Đây, thì đây là những cái hình ảnh của anh Phiêu Đồng anh viết lên như thế này. Nhờ cô chú ý, tôi chỉ đưa thông tin cho cô chú chị thì thật hư như thế nào tôi không biết. Tôi làm thông tin thì tôi chia sẻ cho cô chú chị để cho cô chú chị. Vì ở thật sự ra đó, nói thẳng ra một câu, sống bên Mỹ này phải tôn trọng pháp luật.
Cái chuyện mà anh tới nhà người ta là phải gọi điện. Nhưng ở đây cô chú anh chị thấy là sao? Tới nhà người ta tự nhiên và hăm dọa rất là nhiều người. Hăm dọa Tôn Đức Phạm rất là nhiều lần nha cô chú anh chị. Đe dọa Tôn Đức Phạm nữa là tai họa sẽ ập tới. Vì tai họa ập tới là có thể là tương lai tôi đi chạy ngoài đường thì có chuyện gì đó tôi đâu biết đâu. Đúng không? Đó là đe dọa. Và tôi cũng đã báo cảnh sát rồi. Và đây thì sau khi là anh ta đăng một lần, tiếp tục anh ta đăng thêm một phần 2 nữa nha cô chú. Đây là lý do nha. Đây là phần 2 nữa, tôi đọc tiếp nè. Phần 2: Thanh Hồng Nguyên, Thanh Hồng Nguyễn AK Nguyễn Thanh Hồng Vietnamese phạm tội ấu dâm ở Massachusetts, Hoa Kỳ, đang sống bất hợp pháp ở thành phố Panama, Florida, Hoa Kỳ. Nạn nhân là bé gái nước người gốc Việt, cha mẹ bé là người quen của Nguyễn Thanh Hồng. Như đã loan báo cách đây 13 năm, Nguyễn Thanh Hồng hộ khẩu ở Đà Nẵng, được chính quyền Cộng sản Việt Nam xây dựng một bộ hồ sơ cực mạnh để giúp hắn vi xin visa vào Mỹ theo visa 01. Nói thêm rằng visa 01 chỉ dành cho những cá nhân nước ngoài có tài năng xuất chúng, cho nên không có bao nhiêu người xin được loại visa này. Mục tiêu ban đầu chính quyền Cộng sản Việt Nam đưa Hồng sang Mỹ để làm gián điệp. Từ năm 2014 đến 2016, theo báo cáo của cảnh sát xem bên dưới, tên này nhiều lần sờ mó các cháu gái dưới 14 tuổi và hắn xô cờ U cho các trẻ em xem. Hắn đã bị cảnh sát đưa ra tòa pre-trial ở Massachusetts, Hoa Kỳ. Xem giấy tòa bên dưới, hắn dự đoán khi đưa ra tòa chính thức trial thì chắc chắn sẽ bị kết án tù. Ngay sau trial ở tòa, công an Cộng sản Việt Nam chìm nổi ở Mỹ và Việt Nam hăm dọa gia đình bé gái, ép cha mẹ bé phải rút đơn bãi nại, nếu không sẽ gặp rắc rối ở Mỹ và gia đình ở Việt Nam sẽ gặp tai họa. Quá hoảng sợ trước những lời đe dọa từ những cú phone ẩn danh, những email tự xưng là an ninh Việt Nam và các tin nhắn qua Messenger làm cha mẹ bé buộc phải rút đơn tố cáo Hồng. Mặc dù Hồng chưa bị tòa án kết tội do gia đình nạn nhân bãi nại, nhưng báo cáo của cảnh sát khẳng định Hồng sờ mó và sờ cờ U cho trẻ em xem vẫn còn đó, hồ sơ tòa vẫn còn. Mấy tháng nay tên Nguyễn Thanh Hồng xuất hiện trên kênh Phố Bô Sa TV. Tôi không rõ ông Vũ Hoàng Lân, chủ kênh, có biết tên Hồng phạm tội ấu dâm hay không. Với một tên ấu dâm bệnh hoạn dơ bẩn thế này xuất hiện trước kênh lớn như là Phố Bô Gia thì thật khó coi, nhất là hắn tham gia tranh luận với anh Nguyễn Hồng Phúc, một nhân sĩ cộng đồng ở Bô Gia. Thì đây là hình ảnh, tôi không biết là ai đây nha cô chú chị. Đây là ba đứa nha, ba đứa. Thì đây là cái hồ sơ, đây là cái giấy của tòa, hồ sơ này nha, tôi chỉ đưa cho cô chú anh chị coi thôi. Đó, đây là cái hồ sơ là ông Nguyễn Thanh Hồng này đã từng bị là phạm tội á, sau đó là tòa tuyên là Not guilty là không có tội nha. Đó thì cái này là hồi xưa rồi. Đó, nhưng ở đây á, Tôn Phạm muốn nói là những người sống ở bên Mỹ này, người ta phải tôn trọng pháp luật. Có nghĩa là sao? Khi anh tới nhà người ta là anh phải gọi điện. Và người ta là không tới, người ta không cho phép anh tới thì anh không được tới. Nhưng ở đây á, là sao? Hăm dọa người ta và có những cái biểu hiện là tấn công, là tinh thần người ta. Thì á, đây là cái lời của anh Phiêu Đồng là sống bên Canada, và anh kêu gọi những người nào mà biết thông tin của ông Nguyễn Thanh Hồng này ha, thì hãy là vào bình luận ở trong cái kênh YouTube của ông Phiêu Đồng đó, để là cùng tay nhau dẹp đi những cái vấn đề là lừa đảo láo xạo trên mạng xã hội, đúng không? Rồi lùa gà. Mới đây nhất thì ông Nguyễn Thanh Hồng có nói rằng là chuẩn bị nha, đưa ba con qua bên Mỹ này đi du học, rồi là xin tiền cộng đồng mạng. À, thì tôi có gọi vào, tôi nói rằng á, là nếu như muốn á, thì là lập cái quỹ GoFundMe đi. Đó, thấy cô chú anh chị thấy không? Người ta xin tiền, nên là bây giờ xin tiền một cách coi như trắng trợn luôn. Và bây giờ không làm mất thời gian, tôi sẽ gọi chất vấn ông Nguyễn Thanh Hồng này để cho ông ta nói gì nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ tôi sẽ gọi ông Nguyễn Thanh Hồng này, tại vì ông cứ nói ngoài. Đây, bây giờ tôi gọi nha, để thử coi cô chú anh chị thấy ông sẽ trả lời nha. Hồi bữa thì gọi tôi không được, bây giờ tôi gọi lại. Đâu rồi Nguyễn Thanh Hồng? Đâu rồi, chia sẻ chú đâu ta? Đâu, chia sẻ với chú đâu ta? Bên này coi, chia sẻ. Để tôi gọi ông chia sẻ với chú này, nói chuyện chút xíu coi. Đây,
Alo. Tony Alo, hả? Tony đây, bây giờ tôi đang nói chuyện về ông đây, thì tôi đang live stream đó. Bây giờ ông có muốn đính chính gì, ông có thanh minh gì thì tôi cho ông là cách thanh minh, tại vì tôi thấy là ông phiêu đồng, ông viết trên tháp cộng đồng đó. Những cái vấn đề vừa rồi tôi cũng live stream, tôi cũng đọc hết rồi. Bây giờ đó để cho ông là thanh minh thanh nga và để cho ông biết rồi ông có như vậy không á thì nói cho khán giả, cho ông lên kênh tôi nói luôn á thì tôi công bằng lắm. Tôi thì cũng đã nói rất là nhiều rồi, có nghĩa là sống ở bên Mỹ này là phải là tôn trọng pháp luật, tới nhà người ta là phải xin phép, người ta không tới, không cho tới thì là mình không tới. Còn nếu như tới đó thì có xảy ra chuyện gì thì đó là mình chịu trách nhiệm, tại vì Việt Nam hay là người nước ngoài cũng vậy thôi, phải là tôn trọng là pháp luật, chứ không phải là giống như kiểu là là đồng hương là Việt Nam, không có, sống Mỹ là phải theo luật Mỹ. Bây giờ nãy giờ tôi đọc hết rồi đó, ông có phạm tội là ấu dâm hoặc là ông có là phải là đi theo diện là không một gì đó, hoặc là ông là gián điệp gì đó theo như ông Phi Đồng nói đó, thì bây giờ tôi cho cơ hội đó, ông nói đi. Cơ hội gì ông nội mà làm gì phải thanh minh, chia sẻ với chú làm gì phải thanh minh. Thì đó bây giờ ông Phi Đồng ông nói ông vậy đó, thì bây giờ cho phép ông nói, ông cho nói cho khán giả Sao tôi lại biết cho đi. phép nói, sao lại thanh minh ở đây, sao lại kiểu giống như là chia sẻ với chú là có tội vậy? Ủa thì bây giờ người ta đó, người ta quy chụp như vậy, ông cứ nói là người ông đi thư kiện gì đó, bây giờ người ta viết tên nó hàng ngàn cái like đó, chia sẻ rộng rãi đó, cả thế giới người ta biết rồi đó. Thì bây giờ Giới ông nó biết sao? thì nó nói vu khống bịa đặt thì sao mình lại phải đi thanh minh? Ủa thì bây giờ nếu như nó vi vu khống bịa đặt thì mình tại sao ông không có biện pháp với nó, ông qua bên đó ông kiếm nhà nó đi, ông lên ông thanh minh đi, ông bập nó đi, ông chửi nó đi. Đúng không? Đó, không có gì đâu phải thanh minh, nó vi phạm pháp luật thì mai mốt đưa nó ra tòa Canada đó chứ thanh minh gì. Lại nên ra sao lại tòa. nói chuyện này sao lại nói chuyện kiểu giống như là chia sẻ di chú có tội phải phải thanh minh với khán giả vậy? Không phải, tại vì sao khi người ta nói như vậy đó thì mình phải lên mình đính chính lại, đúng không? Tôi phải phản biện lại chứ. Sao ông dễ dãi vậy? Dễ dãi gì, mai mốt đưa nó ra tòa chứ cần gì nói nhiều. Chuyện Vậy nó mới đăng tác cộng đồng đúng không? đúng, mới đây là nhiều lắm đó, nói ông Đấy, là việc gián quý điệp ta đấy. cho nó thêm thời gian để nó đăng thêm thêm mớ nó đi rồi mai mốt đưa nó ra tòa cho tiền. Tôi làm YouTube, tôi thấy những tin nóng hổi như này là tôi đưa cho mọi người biết, là tôi đưa tin, tôi thông tin như đó, tôi cũng đọc hết rồi đó để cho mọi người biết đó là ông Đọc vậy hết đó. rồi, Tony Phạm có suy nghĩ gì về cái câu chuyện đằng Phiêu Đông nó đưa tác cộng đồng như vậy không? Không thì tôi là đưa tin thôi, bây giờ tôi mới cho ông cơ hội ông lên, còn nếu như tôi không Đó, cho ông mình cơ hội ông có cơ lên hội, mình có tội gì đâu mà cơ hội, sao lại nói chuyện giống như mình là tội phạm mà phải thanh minh với thanh Nga. thì đó, bởi vậy tôi mới cho ông cơ hội là ông lên là để ông nói cho khán giả tôi biết, hiểu chưa? Còn nếu như tôi không Đó, á không là có tôi không cơ cho hội lên. gì thanh minh gì hết á. Cái thằng đó mai mốt á, mình sẽ qua Canada, mình sẽ tống cho nó một cái đơn giống như Vương Phạm vậy đó. Rồi Để xem sao? thử vài bữa nó đăng cái gì thêm, để nó đăng thêm, đang cho nó khuyến mãi thêm thời gian cho nó đó. Thằng mất dạy đó là xử nó tới nơi tới chốn đó, cái thằng chống cộng cực đoan đó. Tony Phạm Ồ có nè suy nè nghĩ nè gì nè về ông cái ơi. chuyện thằng nó đưa thông tin chống cộng cực đoan mà nó đưa thông tin phải không? Tôi không đưa thông tin, tôi không biết gì trên đó. Ông tôi nói cho ông biết nghe nè. Ông bên Mỹ mà ông cứ nói chống cộng cực đoan, tôi thấy nó mắc cười quá. Ông bên Mỹ với Nè, cái ông. thằng đó là cái thằng chống cộng cực đoan. Đó đúng là chống cộng cực đoan á, cái thằng nó phải lôi cổ nó xuống á. Đối với cái tụi chống cộng cực đoan á là chia sẻ với chú không bao giờ nhân nhượng đâu nha. Rồi bây giờ Sau lưng chia sẻ với chú là cả một đất nước Việt Nam á, mà cái vậy bọn chống cộng cực đoan có giỡn mặt. vậy ông qua bên Cali đó, ông qua bên Phú Sa đó, ông live stream ở Phú Sa đó, ông nói thẳng luôn, ông live dưới đường, ông nói là tôi Rồi, mai là mốt sẽ nói cho nó gì. Sau lưng mình là cả một đất nước Việt Nam, cả 100 triệu dân mà thằng nào dám đụng, giỡn mặt hoài. thì ông giờ ông ngon, ông qua mẹ chỗ Phú Sa đó, ông lên live stream, ông ra tới bên bến luôn, ông nói là tôi là sao, tôi ghét những thằng chống cộng cực đoan đó, bọn chống cộng cực đoan là tôi dục Chuyện hết. đó sẽ xảy ra, Ông ghê chia vậy sẻ với hả? chú là đường 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 chính chính. Chuyện gì xảy ra mà mẹ thằng nào đụng tay đụng chân có cảnh sát Mỹ đấy, mẹ là đi tù chứ đừng có giỡn mặt. Mẹ làm giống như Nhưng nước Mỹ mà là cái chỗ mà nó muốn làm gì thì làm á. thì bây giờ ông nếu như ông nói như câu đó thì tôi cũng hỏi ông nè, ông biết tôn trọng đến Mỹ, ông biết cái quyền riêng tư của người ta như thế nào không? Người ta không muốn tới nhà, ông tới nhà người ta, ông gõ cửa để ông làm, ông quay phim chụp hình cho nó có phải vi phạm pháp luật không? Không có vi phạm gì hết á, vi Ủa phạm sao thì không vi cảnh sát phạm? bắt người, còn nếu mà cảnh sát nói là thôi mày cứ đi đi thì coi như là chưa có vi phạm gì hết á. Chưa đi đi nhưng mà nếu như một lần hai lần đó thì sao? Thì nếu cảnh sát bắt thì đi tù thôi, chấp nhận mà, có chơi có chịu mà. Thì ok đó, thì đó là cảnh báo cho Mà ông thôi. Tony Phạm mà cứ lên mạng mà nói mà chia sẻ trục xuất sẽ bị trục xuất về Việt Nam, chia sẻ di chú này kia thì mà mình tới nhà là cho cảnh sát bắt mà, chấp nhận mà. Thì ông muốn cảnh sát bắt thì ông cứ tới đi, tôi đâu có nói gì đâu, tôi Ok, không mày biết vô chứ. cứ tiếp tục nói mình là sẽ ở Mỹ bất hợp pháp rồi sẽ bị trục xuất đi.
Ở đây Tiếp tục nói đi. này có nhiều người, người ta nói chứ không phải một mình tôi. Bà Hiền đó, Ok, người ta nói bà tôi Hiền không biết. Phạm đó. Tôi cứ nghe tôi phải mà lên la nói chuyện là mình sẽ tới nhà của bạn, mình sẽ tới tiệm của con gái bạn, mình sẽ Ủa cho cảnh sát nè, tới tiệm ở nhà bạn luôn đó. ủa mà mình nói chuyện sao kỳ vậy? Mình nói thì nói phản biện nhau một cách văn minh, có gì ra tòa chứ làm Phản gì biện mà phải chú đi nói mấy con mình gái. là Mỹ bất hợp pháp sẽ bị trục xuất về về Việt Nam mà. Ủa mà sao cứ phải đi mấy con gái vậy? Mấy cha người ta Con không gái là vậy? bởi vì tất Sao? cả mọi chuyện nó sẽ xảy ra là cha của nó đang lên mạng nói tầm bậy bạ vu khống bịa đặt người ta. Chứng minh đi. Thì dù đó, dù làm Nói YouTube, đi, dù chứng nó minh chia sẻ đi. thì chú là Mỹ bất hợp pháp đó. Ủa thì ông chứng minh đi, ông có bất hợp pháp không? Chứng minh gì? Bữa rồi đi lên biên giới đưa giấy tờ Thôi cho bây bà giờ này biên biên giới đi giới coi ông chứng không minh gì nữa. không cần biết, bây giờ tôi mở cho ông coi là bà Hiền nè. Thôi bây giờ tôi cúp để cho mọi người biết nè. Thôi tôi không nói chuyện với ông nữa. Và bây giờ ông nói ông có bất hợp pháp thì bây giờ tôi cho cô chú anh chị bà Hiền Phạm, nhà cô Hiền Phạm đó, cô nói thẳng luôn, cô cũng ở đâu ở bên ở đâu tôi không biết, và cô nói như thế này này nhà, tôi có cho cô chú anh chị coi, chính cô Hiền Phạm nha, đây tôi cho cô chú anh chị coi này, tôi có nói tôi đưa tin thôi, đâu rồi đây đây cô chú anh chị. Đây, mời cô chú chị nghe Nghe nha. mình cũng mới nghe. Dạ không đặt nha. Tôi thì nói chung là người làm ăn, chứ tôi không phải là người mà làm YouTube, mà tôi cũng chỉ là một khán giả. Tôi thấy trên cộng đồng những người mà chuyên môn là lừa đảo hoặc là nói lên không có sự thật thì tôi cũng là. Nói coi bắt tiêu rồi. Đây là cô Hiền Phạm chia sẻ cho chú cũng từng tới là cô Hiền Phạm này, sau đó là cô cũng báo cảnh sát rồi, và đây chính cô này cũng đã nói rằng là ông chia sẻ cho chú này sống là bất hợp pháp. Tôi có nói, tôi chỉ đưa tin thôi nha cô chú anh chị. Đây mời cô chú anh chị nghe nha. Nó rồi sao nó im re bà rè rồi. Không có tiếng ta. Để mình đây qua cái này đi. Tôi thì nói chung là người làm ăn, chứ tôi không phải là người mà làm YouTube, mà tôi cũng chỉ là một khán giả. Tôi thấy trên cộng đồng những người mà chuyên môn là lừa đảo hoặc là nói lên không có sự thật thì tôi cũng là người bức xúc, thì tôi cũng bảo tôi nghe, tôi có cái vấn đề tôi biết tôi nói, mong mọi người thông cảm. Không chạy ra. Cô này cũng đã từng là bị ông chia sẻ chú ha, tới nhà, và cô này cũng tố cáo luôn nha cô chú chị. Đây mời cô chú chị nghe nha. Đã mất tiêu rồi. Tôi thì nói chung là người làm ăn, chứ tôi không phải là người mà làm YouTube, mà tôi cũng chỉ là một khán giả. Tôi thấy trên cộng đồng những người mà chuyên môn là lừa đảo hoặc là nói lên không có sự thật thì tôi cũng là người bức xúc, thì tôi cũng bảo tôi nghe, tôi có cái vấn đề tôi biết tôi nói, mong mọi người thông cảm cho tôi. Máy móc thì tôi cũng không rành lắm đâu, tại vì tôi quan lý về sống là tôi chỉ có làm ăn thôi. Thì hôm nay nhân tiện có cái Trúc Linh đó,
Thì tôi cũng nói là cái ngày hôm 21 tháng 3 vừa rồi đó, thằng Hồng với con Vân có tới nhà ông Nelson. Con Vân thì nó ngồi ở xe, nó quay video. Còn thằng Hồng thì nó cầm cái điện thoại, nó vào đến cửa nhà ông Nelson, nó khóa cửa. Thì ông Nelson không biết là thằng Hồng. Ông ấy tưởng là ai tới, ông đang mở cửa. Thì ông cũng không nhận ra thằng Hồng. Mà thằng Hồng nó nói là anh cũng nhận ra em à. Thế lúc ông ấy nhìn ra, ông cũng nhận ra nó. Thế ông nhận ra thì ông rất là bức xúc. Ông đuổi thẳng cổ nó ra. Thế ông đóng sập cái cửa lại. Về nhà ông Thái còn bức xúc. Ông về sau ông gọi điện cho tôi. Tôi có nói là tại sao mà ông không lấy, ông gọi nó vào trong nhà. Ông pha cà phê cho nó uống. Rồi xong ông lấy cái máy ông chụp cái hình nó lại. Ông gọi police xong ông gọi cho tôi đến. Tại sao ông làm thế? Chứ nó đến nhà ông, chứ nó đến nhà tôi, chắc rằng á, tôi sẽ làm như thế. Mà nó cố tình đó là tôi líu áo cái gọi á. Happy. Vì tôi ở đây á, tôi sống hàng xóm. Nói chung là người ta không mâu thuẫn với ai. Nên khi xảy ra một cái là ra vấn đề đó. Nhưng hôm nay nó đến là đến nhà ông Nelson, nó đến nhà tôi bị hơi là bị ra vấn đề đó. Chứ không phải là như thế. Nó bắt là ông Nelson không biết là tù trong nó đến chứ không mục đích gì. Mà quân Vân thì đã bị từ chối ở Mỹ rồi, về Việt Nam mấy lần đi qua cái đường biên giới Canada. Thằng Hồng thấy đón, đón nó vào, đón nó về. Nó sống với thằng với thằng Hồng. Đó. Mà chúng nó bảo chúng nó làm chia sẻ với chú cái gì. Đó. Mà cái đường dây của chúng nó vẫn thuận. Nó không đi dây của chúng nó. Đó. Bây giờ nó ở Mỹ mà nó không có giấy tờ, tôi đã khẳng định là thằng Hồng. Là không có giấy tờ ở Mỹ. Thằng Hồng cũng không có giấy tờ ở Mỹ. Và đi lừa người ta thôi, bây giờ nó ở lì ấy. À, khi mà cái tòa án á, cái vụ của đứa trẻ đó thì cái đó là kết thúc cái năm 2000. Thì nó cố tình nó ở lại. Cố tình nó ở lại. Mà bây giờ nó chỉ xin cái giấy ID, cái bằng lái. Bằng lái là tức là nó không phải là cái bằng lái mà nó được ở Mỹ. Là những người mấy họ qua Mỹ họ đi ngược là ở police nó bất cho là nó để khi mà có việc xảy ra nó biết cái địa chỉ của người đó chứ không phải là có bằng lái mà đã là người được ở Mỹ nên nó đi là lừa những người á mà không có hiểu về cái luật ở Mỹ, lừa cái người ở Mỹ. Thế nhưng là nó sống như thế, hai đứa là hoàn toàn là không có giấy tờ mà luôn luôn bị khủng bố những người ở Mỹ có quốc tịch. Không biết mà chúng nó suy nghĩ thế nào, nó không hiểu chúng nó làm sao mà cái chuyện này tới mức. Chứ còn tôi đã báo cảnh sát rồi, tôi có đưa cái gì còn cho chị Phan rồi đó. Chứ nếu mà tôi đã báo là tôi bị chúng nó khủng bố mà bất kỳ một nơi nào mà gần nơi tôi mà tôi gặp nó thì chụp cái hình chúng nó một cái tôi gọi cảnh sát luôn. Chứ đừng có bắt làm ông Nelson thôi, chứ nó không thể nó bắt làm tôi được. Thằng nghe to đi phạm nó làm thế là đúng. Nếu như hôm nọ nó không làm tới báo cho cảnh sát thì tụi chúng nó quấy. Ok, đó, nghe chưa? Ông Văn Hồng, nghe chưa? Bà này bà tố cáo ông là không giấy phép, tôi không có nói. Mà đây là bà hiền phạm nói đó, tôi không có nói. Tôi chỉ là người đưa tin. Mà đây thì tôi nói cho ông biết là ông Thanh Hồng, ông còn đang nghe đó, chút xíu tôi gọi cho ông để ông nghe. Đúng không? Ông sống bất hợp pháp hoặc ông như thế nào đó là người ta nói, phiêu đồng nói, bà hiền phạm này nói. Tôi không có nói, tôi chỉ đưa tin thôi. Nhưng ở đây tôi muốn lên án là cái gì hả cô chú chị? Lên án là sao? Mình sống ở bên Mỹ là không có thể nào mà đi hăm dọa, đi hù dọa người ta. Người ta không muốn cho mình tới nhà là mình phải biết. Chứ không có thể nào anh sống mà bây giờ anh khủng bố tinh thần tôi là tao hăm dọa là mày sẽ là sao cái tai họa tới nhà mày, rồi là cảnh sát tới nhà mày, tao lao nha. Để thử hỏi cô chú chị, luật pháp ở Mỹ là phải nghiêm minh chứ, đúng không? Phạm tội gì, vu khống gì, tất cả đều ra tòa hết. Không có thể kéo nhà người ta. Nhưng cô chị, và bây giờ ông muốn gọi đúng không? Tôi gọi lại cho ông để ông cho ông nói chuyện nè. Đúng không? Ông nãy giờ phá tôi lắm nên tôi gọi cho ông để cho ông nói chuyện nè. Nha. Ông muốn nói đúng không? Tôi cho ông gọi tiếp nè.
Ông gọi tôi rồi, ông nói tiếp. Sang phẳng lắm, tôi cho nói mà. Rồi, ok. Phan, đợi im để tôi nói trước. Ông vừa nghe cái gì chưa? Ông nghe bà Hiền Phạm Không nói nói không? Đúng không? ai nói Bà ai Hiền nói Phạm nói đó. bà Hiền Phạm bà nói, tầm bậy tầm Bà bạ, Hiền tôi Phạm nghe nếu như mấy nói tầm người bậy người ta đó. nói tầm bậy tầm bạ chơi. Nè, bà nói tầm bậy đó thì ông tới nhà bà đi. Ok? Tại sao ông cái không tới? bà đó, cái bà đó bà lâu nay bà ăn tiền hỗ trợ của chính phủ, tên thật của bà tên là Bình Lương chứ không phải là Hiền Phạm. Bà lấy một cái Bình tên giả Lương, lên trên mạng xã hội, vậy thì ông là ông Nguyễn Thanh Hồng, ông lấy cái tên giả là chia sẻ với chú thì sao? chia sẻ là tên của một cái kênh, còn tên á, Bình Hiền Bình Phạm Lương, Hiền Nguyễn là một cái Hiền, tên chứ không phải bà là một Hiền cái tên Phạm, một bà kênh. Hiền Phạm là cái tên YouTube. Còn bà Bình Lương, Bình Liết gì đó là tên trong của chúng ông gì thôi, ông cũng là chia sẻ với Tên chú. tên khai sinh của bà, tên giấy tờ là Bình Lương. Thì Bình Bà ngày Lương. bữa gì đi Ok. lên cái sòng bài ở bên Oklahoma mà vượt qua biên giới của Texas, là cái sòng bài đó, bài sòng bài chốc tâu đó, gặp bà hoài thứ năm nào cũng gặp hết á. Thì gặp thế là Cái chuyện bà đó không bình có lạ gì hết á. thì gặp cái chuyện bình thường, quét phe phút tem rồi cờ bạc Bà bên đó Mỹ là dân bình cờ thường. bạc ăn tiền của chính phủ đi làm á, may là ăn tiền mặt. Bà lên mạng bà nói như thế sao tin bà được. Ủa bây giờ không tin thì ông tới nhà bà đi, ông làm thêm thứ bà Tới đi, nhà bà bữa trước có tới rồi, nói rồi thì đừng có bây giờ lên bà mạng nói nói nữa lung tung đó, nữa thì bây giờ bà nói đó. nữa đó thì tới nhà bà đi, bữa nay bà Bà lên nói trên nữa kênh. nhưng mà bà nghèo quá, bà ăn tiền welfare kiện bà thì được cái gì, Ủa vậy là bà đâu có gì trong người đâu mà kiện. vậy là bây giờ ông đòi kiện anh Thủy Phan để lấy 1 triệu đô hả? Người nào mà có tóc thì kiện để được cái sự bồi thường, À bồi thường người nào à? mà làm hại mình đó thì bắt họ bồi thường, Bồi thường người nhưng ta mà có tiền mình bắt họ người ta bồi thường. ông Mà kiện cái người như cái bà đó ăn tiền của chính phủ mà sao mà bắt bồi thường, ông kiện tới kiện đâu bà thì được rồi? cái gì. Bây giờ ông kiện tới đâu rồi? Từ từ rồi mọi chuyện sẽ tới. Mẹ cứ từ từ không à. Cái này tôi nói thật Chuyện cho ông gì, á. chuyện gì cũng phải là Chung được. gì? Cái thằng Phiêu Đông nó đưa ra tác cộng đồng, nó nói chia sẻ với chú là điệp viên cộng sản, nó tin nghe là bịa đặt. Còn cái bà đó lên mạng bà nói là mình là qua Canada rồi chở chết từ Canada qua Mỹ thì nghe thì thấy là bịa đặt liền, chứ hơi đâu một người lên mạng Ủa, nói vu vơ như thế mà tin được. bây giờ tôi hỏi ông nào, ông không nói nhiều, bây giờ tôi nói một câu thôi này nè. Người ta nói ông là sống bất hợp pháp đúng không? Mà tại Đấy. sao không không cần chứng minh, ông cầm mẹ giấy tờ ông lên ông đưa đây nè, đây à. Giấy tờ nè, tại sao không show cho người ta đi, ông giấu giấu giếm giếm chi vậy? Thì Hả? đã nói rồi, Nói đưa sao? thế giới mạng đưa thì đưa qua màn hình, còn bữa rồi mình đi lên biên Đừng giới mình đưa đừng có cho, nói đi biên giới ở nghe trên là á. đừng ngắt lời Tony. Không Bữa rồi có. mình Tại mình vì đi qua biên giới của Mexico với Mỹ, mình đưa cho nhân viên biên phòng của Mỹ luôn, thì họ nói giấy tờ di trú của mình ok thì như thế là nhất rồi, live stream trực tiếp luôn, là đòi gì ủa nữa. livestream trực tiếp rồi ra bên Mỹ, tôi nói bây giờ cần trực tiếp ông livestream ông đưa cho người ta coi nè, không có cần tôi nói bây giờ đó, bây giờ ông cứ Trực tiếp livestream bây giúp giờ tôi thì nè. chỉ là khán giả trên thế giới mạng, sao bằng nhân viên công lực của nhà nước Mỹ chính thức được. Thôi, tôi không cần công ly cực con khỉ khô với đó, bây giờ ông chứng minh cho tôi đó là ông người ta nói Nhưng ông với sao mà đó. một người YouTuber mà phải đi chứng minh những cái riêng tư như thế Ủa trên thế giới mạng làm gì? tại vì người ta nói ông mà không giấy tờ hợp pháp, Phiêu Đồng nói Người ông ta không nói giấy mình đi, tờ hợp người ta pháp. đưa chứng cứ là mình không có giấy tờ hợp pháp đi, chứ sao mình Ủa không giết người ra chứng minh là không giết thì người được. bây giờ người ta nói ông á thì ông chứng minh lại đi, đúng không? Tôi có giấy pháp nè, đúng không? Thì ông Thì nói chứng đi. minh thì bữa rồi đã live stream mà coi như Thôi gặp thôi thôi thôi. cơ quan mà cảnh sát biên giới biên phòng của Mỹ đưa giấy tờ, thế là nhắc lần gì nữa, ở Thôi bên thôi gặp thôi, cảnh sát cái biên giới chuyện mà đưa giấy tờ vậy được. đưa giấy tờ cái đó tôi không biết, bây giờ trước mặt đó là cứ ông nói với cảnh sát đâu có biết được, ông tại sao không chụp hình ra ông đưa ông livestream giấy tờ cho người ta đi, chỉ có nhiêu đó thôi mà ông không làm không Đó, được không cần thiết, hả? cho người ta có một Không cái cần nhân thiết, phẩm, có một cái tư cách của người ta chứ, tự nhiên ông thế giới không mạng cần biết đòi nói nè giấy tờ riêng tư là phải đưa riêng tư. nè Xong cái cảnh ông sát nhà nước Mỹ ở biên giới, lực lượng CBP biên phòng của Mỹ đòi giấy tờ, đưa giấy tờ live stream ai cũng coi hết mà. ông không cần thiết nha, ông không cần thiết, nhưng mà tại vì ông cứ cứ nói như vậy làm cho người ta cứ kêu ông là ông không có giấy tờ thôi, ông ráng chịu đúng không? Tại vì tôi cũng căn cứ tôi làm YouTube, nhưng mà đây tôi muốn nói cho biết nè, tôi nói cho biết nè, nói á mình phản biện ha, chứ chơi kiểu mà ông cứ hù sao, tại sao cứ khủng bố tinh thần là tới nhà bố mẹ rồi tới nhà con chi vậy trời, đúng không? Mình người lớn hết rồi, 50 mấy 60 tuổi rồi chứ không phải là con nít mà coi như là lúc nào cũng cứ mày nha tao đi mét mẹ mày nha, tao đi mét con mày nha, ủa trời làm như con nít vậy đúng không? Cô chú anh chị thấy buồn cười không? Bây giờ đó là mình lớn đó, thì sao mình là phải là sao mình phải giải quyết chứ đúng không? Mày nói sai nè, tao chứng minh mày, nếu như mày vi phạm luật nè thưa mày ra tòa, chứ không có kiểu mà cái ê, người tao sẽ đi mét con mày nha, tao sẽ mét bố mày nha, mét mẹ, ôi trời ơi, ở đâu ra cái chuyện đó hả cô chú anh chị, đúng không? thôi
Thôi thì nói để cho cô chú anh chị hiểu như vậy thôi. Còn ông này đó, ông có là có cái chuyện mà ấu dâm á, như thế nào đó thì cũng có giấy tờ rồi. Thì khi mà tòa đó người ta có cái gì á, thì đây là cái giấy tờ. Thôi bây giờ tôi không cho ông nói nữa. Thôi đây, đây là cái giấy tờ trên của là ông Phiêu Đầm, tôi không biết nha cô chú. Đây là cái giấy nè, cái giấy là giấy của tòa nè, trên kênh của Phiêu Đầm đó. Đây là cái chát tòa, và ông này thì cũng được là not guilty, có nghĩa là sau khi mà đi ra tòa đó thì là người ta phán là không có tội, nhưng mà trên không có tội, nhưng mà trên là trên là vẫn còn hồ sơ trong đó nha cô chú chị. Đây đây là cái tội của ông à, cô chú chị đây đó, đây những hình ảnh của trên Phiêu Đồng đây đó, đi diện này rồi nọ kia đó, thì cô chú anh chị tự cô chú anh chị coi nha đó. Rồi và kênh Phố Bô Sa đó thì coi đó như thế nào. Đây cô chú anh chị đây, đây là giấy tờ đây nha cô chú anh chị đó, giấy tờ là có đó. Ở đây thì sao để tôi đọc thử coi à, đọc cái gì đây, bây giờ chữ nó thấy mình không nhìn thấy chữ nó đó. Nói chung là ông này đó là có hay không thì tôi chỉ là người đưa tin nha cô chú anh chị. Câu like câu view, tôi nói thẳng một câu là tôi câu like câu view là như vậy đó. Rồi có chuyện gì đi gặp bà Hiền Phạm, đi gặp ông Phiêu Đồng nha cô chú anh chị. Tôi chỉ người đưa tin thôi, ông này thì không biết là có hay không, nhưng mà tòa phán xét là sao, là ông not guilty, có nghĩa là không có tội nha cô chú anh chị. Và đây á, mục đích của Tony Phạm muốn chia sẻ là gì hả cô chú anh chị, có nghĩa là phải là sao, phải tôn trọng pháp luật Việt Nam, có nghĩa là sao, không được khủng bố tinh thần người ta. Còn anh muốn tới nhà người ta đó là quyền của anh đúng không, và nếu như cảnh sát có bắt cái gì đó thì đó là quyền, tôi không có là không có on ơ nghĩ trơn nha, cứ muốn tới là tới, tôi không thách thức. Và nếu như có chuyện gì ráng mà chịu nha, anh chia sẻ với chú đó. Rồi bây giờ chuyện của là Phiêu Đồng đó thì cũng đã nói rồi, ai có những tin tức gì về người này thì hãy bình luận ở phía dưới này nha cô chú anh chị. Đó đây là những hình ảnh của anh này đó, Phiêu Đồng đây. Đó, cô chú anh chị thấy chưa, đó viết chất dài trên tháp cộng đồng đó, đó là gián điệp rồi là cộng sản gì gì tùm lum hết trơn nha. Đó giống Minh Béo, tôi không biết là có đúng hay không đó, thì đây cũng là tin tức tôi chia sẻ cho cô chú anh chị, lâu lâu là đá một cái vậy thôi nha. Rồi thôi xin xin tổng chào cô chú anh chị nha, rồi xin phép đi xuống, nhiêu đó thôi đủ rồi nha cô chú anh chị, rồi xin tạm biệt, bye bye.